Xin chào các bạn, trong cái video này Quốc Anh chia sẻ cho các bạn 5 phương pháp và mindset để tìm ý tưởng làm ứng dụng trong cái lĩnh vực mobile app này dành cho người mới bắt đầu. Thế các bạn hãy xem từ đầu đến cuối của video này để các bạn sẽ đón nhận những cái tip và những cái mindset của Quốc Anh chia sẻ chi tiết từng cái 5 phương pháp và 5 cái mindset này. Thứ nhất đó là top chart ở trên Play Store. Thì trong phần top chart này thì nghiên cứu những cái trending, những cái xu hướng của cái ứng dụng của mình. Đến phần nghiên cứu trực tiếp ở trên Google Play thì trước hết các bạn nhớ là Fast IP US, rồi sau đó mình vào trên Store Play Store của US trên cái IP đấy để mình vào nghiên cứu. Các bạn chọn là app ha. Trong phần app ứng dụng này thì nó sẽ load ra cho mình là những cái filter đầu tiên này, thì những cái app nào mà nó đang trend, đang top thì nằm ở trên này. Cái thứ hai đó là cái top chart. Top chart này thì các bạn có thể là nghiên cứu những top 3, thì trong top 3 này các bạn kéo thanh trượt đi ngang qua thì chúng ta sẽ research, nghiên cứu thì xem có những cái loại ứng dụng gì mà nó hay, thì chúng ta sẽ có thể là nghiên cứu và xem xét cái ứng dụng nào mà mình thấy nó mới thì chúng ta có thể là click vào cái ứng dụng đấy, mình mở ra cái trang on page, mình thử xem có thử có cái gì đó nó hay và thu hút cho mình để mà đầu tư trong việc là làm public ha. Ví dụ chẳng hạn về những hiện tại là app về ChatGPT thì cái này ra hot trend, thì đây là một cái app mà nó mới lên top đầu tiên, top chart đầu tiên thì rất là nhanh, thì chúng ta có thể là bắt nhịp vào những cái trending này. Rồi thì mình sẽ cứ từ từ nghiên cứu trên cái phần top 3 này ha, và xem những cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp vào cái khả năng của mình nữa để mình làm. Đây là cái quá trình mình nghiên cứu research cổ điển nhất dựa trên Google Play trước khi mình sử dụng một cái tool nào đó để mình đính chính và so sánh lại tất cả những cái top trend, top free và những cái nào mà nó mới lên, thì chúng ta có thể là nghiên cứu tất cả những cái này, ví dụ như discuss video ở TikTok, tất cả những cái này nó đang trend ha. Cái bạn này là recommend và dưới này là những cái app phổ biến, thì những app này là những app phổ biến về app mà những cái brand, những thương hiệu khá là nổi tiếng rồi. Các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn sẽ xem thêm những cái top, những cái top về photo, video, xem có những cái ứng dụng gì mà nó đang mới về cái category về photo và video để mình có thể là học hỏi thêm, phát triển để mà phát triển cái dòng sản phẩm này. Các bạn xem những cái nghiên cứu những icon, những cái logo, tất cả mọi thứ nó làm khá là chuyên nghiệp. Đến cái productivity này là gọi là cái loại app năng suất ha. App năng suất này có rất là nhiều loại app về cái ngách về office ha, ví dụ như app note này. Mình click vào xem ha, vì chẳng hạn app note, app reader đấy, tất cả loại app này nó làm khá là chuyên nghiệp và với cái số lượng download cũng khá là nhiều khi mà nó public lên trên Play Store, nó chạy những cái loại app này khá là đầu tư khá là nhiều về cái công sức và cái tài chính để mà marketing đấy. App về năng suất cũng khá là ok, còn app về message tin nhắn này thì có thể là nó không phù hợp vào cái của mình là đầu tư. Ok, thì đây là những cái mà mình nghiên cứu cái phần top chart này, thì các bạn áp dụng những cái phương thức này để mà nghiên cứu và trước khi sử dụng một cái tool spy nào, research nào. Ok, đến cái thứ hai đó là cái Sensor Tower. Sensor Tower để chúng ta sẽ đăng ký cái tài khoản miễn phí này, chúng ta research để chúng ta nghiên cứu spy. Các bạn mở cái sensortower.com ra, trong phần này các bạn sign up cho mình một cái tài khoản mới ha. Các bạn điền đầy đủ tất cả thông tin xong, các bạn chọn create account. Đây, các bạn chọn create account này, rồi sau đó các bạn vào ở trong email để mà confirm cái account của mình vừa mới đăng ký xong.
các bạn click vào cái nút confirm account và sau đó là mở ra, và sau đó mình confirm tất cả những cái này. Thì trong cái phần dashboard là app chấm sensortower.com này thì các bạn click vào menu bên trái là top chart. Thì trong phần top chart này á, thì các bạn có thể là xem và theo dõi tất cả những cái ứng dụng top đầu tiên của App Store và Google Play Store. Google Play Store ha. Thì trong cái Google Play Store này thì có khá là nhiều cái top chart. Nó nằm ở trong cái vị trí US ha, hoặc là global. Thì trong phần này thì các bạn nhớ vào thường xuyên theo dõi của hàng tháng. Mình có thể là click vào cái ứng dụng mà mình muốn nghiên cứu. Thì ví dụ như mình click vào photo marker này, các bạn nhìn thấy cái mình sẽ research được cái top country, thì cái US, Mexico, thì ba cái nước này nó cái ứng dụng này nó tập trung vào đầu tư, nó chạy quảng cáo nhiều nhất, cái traffic nó đổ vào ba nước này, và cái revenue của mỗi tháng, cái category ranking đấy. Ở trong phần này chúng ta có thể là research được những cái short descript, nó viết như thế nào descript, ngày publish đó, ngày publish ngày bao nhiêu đấy, rồi ok cái size vân vân, tất cả mọi chi tiết, và cái screenshot design media. Trong phần này mình có thể là xem cái future graphics nữa ha. Đấy, thì tất cả mọi thứ mình có thể research nó rất là rõ ràng của một cái ứng dụng mình chọn ở trong Sensortower với một cái phiên bản miễn phí thôi. Thì đây cái phần ranking này, chart này thì các bạn xem đấy, cái ranking của nó như thế nào nhá. Đấy, top new free này, nó chưa có ranking. Ok, mình có thể là click vào view play thì mình xem cái ứng dụng này trên Google Play nó mặt mũi nó ra sao đấy, và mình có thể là trải nghiệm ha, xem chất lượng cái ứng dụng này ra sao. Thêm một cách để mà nghiên cứu nữa thì các bạn ra ngoài ở cái trang home của Sensortower, rồi sau đó mình kiếm cho mình một cái ứng dụng có trước, có sẵn trước như thế này, và mình copy cái package, rồi sau đó là mình sẽ dán vào search này đấy, và mình click vào trong cái ứng dụng này, và mình sẽ research trực tiếp trên cái package này luôn, cho mình không cần research như vậy nữa. Ở trong phần này thì mình cũng research tương tự giống như cái ứng dụng mình demo trong cái top chart đấy, thì mình sẽ xem được revenue download, cái total ranking, top country ha, nó sẽ có những nước tập trung vào những nước nào, top in-app purchase, tất cả mọi thứ rất là rõ ràng như thế này, thì mình có những cái tư duy để mình quyết định mình chọn những cái ngách gì và cái hướng như thế nào, và mình sẽ trải nghiệm, có thể là mình review cái sản phẩm đấy trên phone của mình, xem nó chất lượng không ha, chất lượng như thế nào để mà nó phát triển với một cái volume lớn, chẳng hạn giống như là doanh thu 60.000 mỗi tháng trong cái ứng dụng như thế này nha. Rồi sau đó là mình sẽ đến với cái thứ ba khá là đặc biệt, và ở đây mình biết rằng là chắc chắn ít ai mà biết sử dụng cái research này để mình nghiên cứu những cái idea của cái phần ad, nó chạy ad ở trên Facebook đối với những cái loại app mà nó rất là tiềm năng trong việc là chạy trên Facebook và TikTok, những loại app photo, video vân vân. Đến với cách research thư viện quảng cáo Facebook thì các bạn vào cho mình là search trên Google là Ad Library Facebook, và các bạn click vào link giống như trên video của mình chia sẻ ha. Thì trong phần này thì các bạn trong cái mục tìm kiếm quảng cáo, các bạn tích vào cho mình là cái chọn quốc gia, và mình có thể là chọn tất cả quốc gia, hoặc là mình chọn là Hoa Kỳ ha. Mình search là mình nghiên cứu những cái người chạy quảng cáo trong Hoa Kỳ, và mình chọn cho mình là cái hạng mục quảng cáo là tất cả quảng cáo nha các bạn. Rồi trong cái phần từ khóa tìm kiếm thì các bạn nhớ ghi vào cái ngách của cái ứng dụng của mình, ví dụ như là mình search là photo editor. Rồi thì trong cái thư viện quảng cáo của Meta, nó sẽ show ra cho hết cho chúng ta ở trên cái vị trí của Hoa Kỳ, thì nó sẽ có rất là nhiều cái campaign nó đang chạy quảng cáo trong ngày hôm nay. Những cái campaign đấy nó chạy quảng cáo đa số là toàn là cài đặt ha, thì như vậy là nó đang chạy quảng cáo về ứng dụng.
Thì trong phần này thì chúng ta sẽ research những cái gì, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cách nó chạy như thế nào, những cái lên chiến dịch campaign nó bố cục content và video như thế nào ha. Thì các bạn có, mọi người có một cái level, một cái tư duy khác nhau trong cái việc là học nghiên cứu đến cái phần này ha. Mình đổi lại là photo collector, mình thử xem cái này có cái gì đặc sắc không. Ok, thì trong phần này thì mình sẽ thấy có rất là nhiều cái hình ảnh và video quảng cáo với những cái hình ảnh nó mang tính là tăng cái sự chuyển đổi cao, nó mang tính là tò mò click vào. Đấy, thì thực chất là đa số nó chạy toàn là quảng cáo ứng dụng cả ha. Đấy, ví dụ như mình xem chi tiết quảng cáo này, mình click vào xem chi tiết quảng cáo thì trong phần này á, đây cái content nó viết ha và cài đặt, thì mình click vào thì nó ra một cái là cái on bay của một cái app ha. Đấy, các bạn thấy không, thì cái app này nó chạy quảng cáo thì nó có những cái screenshot làm khá chuyên nghiệp. Ok, thì mình thấy và mình click vào cái fanpage của nó luôn, thì mình sẽ thử research, mình swipe thêm tiếp một cái nữa. Cái này mình sẽ chọn vào giới thiệu và tính minh bạch của trang. Trong phần này thì mình xem tất cả ha. Trong phần này thì mình sẽ chọn đi đến cái ngày tạo là mới đây này ha, mới đây luôn, mới mấy ngày thôi. Mình sẽ đi đến cái thư viện quảng cáo xem có bao nhiêu cái chiến dịch nó đang chạy ha. Thì trong phần này thì các bạn nhìn thấy không, thì nó chạy quảng cáo ở trên Facebook khá là nhiều campaign nha. Riêng cái fanpage này các bạn nhìn thấy nó chạy video, rất là nhiều video nó nhét vào, nó chạy và cái nội dung ha, khá là nhiều luôn. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là sức mạnh của hình ảnh và video đối với cái việc cái chạy quảng cáo trên social media này rất là ok ha. Đấy, nó chạy với những cái hình ảnh live, những cái video live stream hoặc là những chơi game, tất cả mọi thứ nó cứ nhét vào chạy bình thường. Làm sao nó test được cái nào có chuyển đổi cao và CPI rẻ thì nó chạy thôi. Thì các bạn, đây các bạn nhìn thấy không, 180 kết quả, gọi là 180 chiến dịch campaign nó đang chạy ha, rất là kinh khủng. Đấy. Và tiếp theo cái thứ tư đó là chúng ta sẽ sử dụng cái tool BizBuy tool này để mà nghiên cứu research. Thì các bạn copy cái link ở dưới để mà đăng ký cái tài khoản BizBuy này. Đến cái tool Spy này thì giới thiệu cho các bạn, đây là một tool cho chúng ta spy và research cái e-commerce và app game khá là nổi tiếng cho các team hay dùng. Trong phần này chúng ta có thể là chọn cái phần app game, nó phụ thuộc vào cái business của mình làm về mobile app. Ở trong phần này mình sơ qua thì mình chọn cái nền tảng iOS này, Android này, và chúng ta chọn những cái vị trí tất cả mọi thứ top chart ha. Thì trong phần này thì chúng ta có thể là chọn những cái biểu đồ research nghiên cứu, có as by idea. Đấy, thì đây là một tool khá là ok. Những cái keyword ha, mình sẽ research tất cả những cái keyword này. Rồi, ok, trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký một tài khoản BizBuy và để mà research. Thì trong cái form này thì các bạn điền họ tên và email, rồi sau đó là các bạn vào trong cái email để mà confirm cái account mình đăng ký. Sau đó các bạn click vào chọn start. Thì trong cái bảng này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký checkout một cái bảng pro. Các bạn có thể trải nghiệm trước 3 ngày. Các bạn click vào try for $1. Thì trong phần này các bạn điền thẻ visa của mình, sau đó mình chọn là start trial. Rồi sau khi chọn start trial xong thì các bạn điền cái form của mình ha. Sau đó là nó gửi code về số điện thoại, sau đó mình send, click vào send để nó gửi cái code. Sau khi mình điền vào rồi sau đó mình chọn submit, confirm. Rồi ok, sau khi confirm xong thì cái tài khoản của mình là chuyển sang tài khoản pro. Trong cái tài khoản này mình sẽ vào trong cái menu add spy, thì trên phần này mình có thể là search những cái từ khóa app hoặc là game để mình spy tất cả những cái quá trình chạy quảng cáo ở trên nền tảng Facebook, để mình xem những cái chỉ số, những cái thông số và những idea của cái video content. Trong này thì có những cái video content cũng tương tự giống như là Meta
cái thư viện quảng cáo ha, thì mình sẽ click vào ở trong một cái video thì chúng ta xem được những cái nước nào nó đang chạy ha, và trên nền tảng Facebook và Android. Trong phần này nó có những chỉ số là impression, duration, tất cả những cái chỉ số chúng ta cần phải nghiên cứu. Và đặc biệt hơn là trong cái tool này mình có thể download được cái video về và mình làm cái material để mà chạy ad. Đấy, thì đây là những cái cơ bản nhất để mình sử dụng cái tool này và cho nó hiệu quả tùy theo cái mục đích của các bạn. Rồi tiếp theo cái thứ năm đó là chúng ta sẽ tham gia vào cái sàn Flipkart. Cái này khá là hấp dẫn cho các bạn. Mình sẽ bật mí và chia sẻ cho các bạn về cái giá trị của ứng dụng như thế nào khi các bạn build lâu dài và mình sẽ sử dụng trong cái sàn này, thì các bạn sẽ biết được những cái giá trị, những cái tiềm năng của những cái ngách để họ list lên, họ bán ở trên cái sàn này. Sàn này khá là nổi tiếng nhưng mà mình biết chắc rằng là ở đây là hầu như các bạn cũng chưa ai biết về cái sàn Flipkart này. Xin giới thiệu các bạn cái sàn giao dịch mua bán khá là nổi tiếng ở trên Flipkart. Đây là một cái sàn mua bán app game và website domain brand. Ở trong cái phần này thì các bạn nhìn thấy có rất là nhiều cái những cái kèo mua bán ở trên này với những cái trị giá hơn cả 100.000 đô ha. Thì cái này trước hết mình hướng dẫn cho bạn cách đăng ký. Các bạn vào trong cái mục menu sign up. Trong phần sign up là create your account của Flipkart thì các bạn nhớ điền thông tin first name, last name và email của mình và sau đó mình chọn continue. Trong phần này thì các bạn nhớ verify ha. Rồi sau đó mình xác minh nè. Ok, trong cái phần Flipkart này, thông tin này thì các bạn nên chọn cho mình là cái login price là một cái tài khoản buyer. Sau đó các bạn điền hết tất cả những thông tin, rồi các bạn điện thoại vân vân, Việt Nam, và các bạn chọn create my account để chúng ta có thể là mình đi spy những cái người bán ha. Rồi sau đó các bạn chọn là pin onboarding ha. Thì trong phần này các bạn nhớ tích vào cho mình những cái về những cái này ha, và các bạn chọn next. Rồi trong phần này thì các bạn cũng chọn cho mình bao nhiêu cái business của bạn là đang quản lý, ví dụ như mình chọn năm ha. Các bạn chọn app, domain, e-commerce, tất cả những cái nào mà mình quan tâm thì các bạn click vào, rồi sau đó các bạn chọn next ha. Rồi cái này cũng vậy, mình cũng chọn app và domain e-commerce ha. Rồi ok, next. Cái này cũng vậy, mình cứ tích vào để cho nó đề xuất hoặc là nó gửi mail về tất cả những người nào mà nó muốn list lên trên sàn bán thì nó sẽ gửi mail về cho mình ha. Mình chọn next. Cái này cũng vậy, thì how many business, mình chọn là 2 đến 5 đi ha. 1-5 đi. Rồi đây là cái dự trù cái ngân sách của mình muốn mua bao nhiêu. Đó, mình đầu tư mình lên trên Flipkart này, mình đi kiếm mình mua những cái brand hoặc những app game domain với ngân sách là bao nhiêu ha, thì mình cứ điền đại như thế này ha. Đấy, ví dụ mình 1.000 đến 10.000 hoặc là 100.000 đấy. Cái này mình chọn set cũng được ha. Ok, chọn add nào. Rồi trong phần này thì mình chọn on luôn ha. Mình cần xem seller là thì on luôn. Ok, trong phần này thì mình sẽ search, mình ghi chữ là publisher ha, là nhà xuất bản. Đấy. Xuất bản Mobi app. Ok, mình chọn next nè. Rồi sau khi next xong rồi thì như vậy là mình đã hoàn tất trong cái việc đăng ký, và các bạn vào mail và để mà các bạn tìm đến cái mail của Flipkart và các bạn kích vào là the account để verify cái account mình vừa mới đăng ký xong. Trong phần này thì các bạn nhớ tạo ra cái bắt buộc cho cái tài khoản của cho mình ha, để khi lần sau mình login vào thì là xong. Đấy, mình điền lại bắt buộc cho nó ok. Rồi mình chọn là save this. Ok, như vậy là mình đã làm xong rồi. Các bạn vào trong cái tên search và các bạn chọn là app ha. Đấy, thì các bạn chọn cho mình là phần app. Đây cái catalog bên cạnh này, iOS app và Android app. Thì trong phần này các bạn nhìn thấy không, thì mình sẽ có được rất là nhiều thông tin về những cái ứng dụng
mà rất là tiềm năng và họ đang làm list lên bảng với cái giá rất là cao. Nhưng mà thực chất nó không phải là cao đâu, cái giá trị của ứng dụng và mũi app là như vậy. Thì trong cái trên sàn này khá là nổi tiếng nha, thì nó sẽ list lên cái giá với một cái rule niêm yết rất là rõ ràng. Đấy. Rồi mình sẽ download về xem những cái revenue của cái app này nó report cho mình như thế nào ha, nó báo cáo cho mình như thế nào để trước khi nó list lên sàn nó bán thì bên sàn sẽ có những cái thông tin để mình verify những cái này là chính xác hay không. Mình tắt cái iOS đi và mình sẽ search xem. Đó, cái app wow, có rất là nhiều app là 1 triệu đô la nha, nó bán đấy, có rất là nhiều loại app ha. Video download này 70.000 ha. Đấy, thì cái này là nó X3 hoặc X4 revenue. App về optimize volume booster. Mình click vào app về volume booster này thử xem. Thì trong cái app volume này thì các bạn sẽ xem những cái chỉ số như thế này. Thì cũng cái này cũng tùy theo cái tư duy, cái level của các bạn như thế nào thôi, mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Thì mình sẽ nhìn thế này, mình sẽ đánh giá được những cái loại app này như thế nào và những cái thông tin này nó hữu dụng cho cái quá trình mình research như thế nào. Đó. Đối với cái app này nó bán là hình như nó bán luôn cái kênh YouTube luôn, social media luôn. Trong phần này mình sẽ click vào YouTube đi để mình xem cái link app này là mặt mũi nó ra sao hả. Mình click vào cái link ở bên dưới của video đấy. Wow, cũng khá là ngon ha, 1 triệu download. App này khá là tốt, ok đấy. Thì app này 4,5 review ha, khá là ok. Rồi mình xem tiếp nào. Wow, revenue của nó là một tháng như vậy là cũng trên 20.000 ha. Đó. Đấy. Ok, app này khá ok, Market Insight. Thì trong phần này thì xem có rất là nhiều thông tin mình cũng cần phải để ý. Đấy, app này nó cũng chưa xuống revenue, cái S1 cũng vậy, nó không có cái sự dao động gì nhiều. Cứ revenue của nó là 33 ngàn. Cái ICP của nó là 13 đô, cũng khá là cao nhé. Đấy. Có thể là nó sẽ tập trung vào những cái nước lớn. Rồi trong cái sao này là include là bao gồm domain, email address, source code, social media luôn, cái kênh YouTube 2.000 ha, hơn 2.700 sub. Rồi mình click vào mình xem ha. Trên này là nó report cái play control để mình xem được cái những cái đó, những cái chỉ số của những cái nước nào. Rồi monthly profit của nó là trung bình là 14 ha. Nó public cách đây 2 năm, thì 2 năm nó bán 200.000 đô thì cũng khá là bình thường ha. Mình thấy ở trên này nó bán nhiều cái ứng dụng khoảng là 1 triệu trở lên đấy. Thì đối với các anh publisher Việt Nam thì chúng ta cần phải có những cái chiến lược nó phát triển lâu dài, và mình có thể, nếu mà các bạn cần thì các bạn list lên trên những cái sàn này bán để nó có giá trị ha. Trên này có cái rule sẵn rồi, và mình nếu mà mình không bán thì mình lên trên này mình research, mình nghiên cứu những cái ngách như này ha, mình xem để thứ nhất là xem có động lực, thứ hai là xem những cái ngách nào nó khá là tiềm năng, thì mình cũng hay lên trên này mình xem nó list từng ngày ha. Nếu mà cái ứng dụng nào mà list lên mà nó bán rồi thì nó không còn, nó đóng lại trên sàn này, thì như vậy là mình các bạn nên xem thường xuyên để cái quá trình giao thương ở trên sàn này như thế nào. Rồi sau khi các bạn đã xem qua những cái chia sẻ của mình về những cái tổng quan và những cái chi tiết về những cái tool hoặc là những cái phương pháp để mà nghiên cứu research những cái idea trong cái phần là mobile app, thì mình sẽ tóm tắt lại ở trong cái phần cuối này. Trước hết đó là cái phần top charts trên app Play Store, thì chúng ta sẽ nghiên cứu để và mình sẽ phân tích ra những cái gì, đó là những cái data trên Play Store là của Google, nó rất là real time và trust, gọi là những cái store, những cái data rất là real ha.
Ok, thứ hai là mình sẽ thấy được những cái top trending app new ở trên cái phương pháp mình research này. Thực ra cái này khá là đơn giản và cổ điển nhưng mà nó khá là mature. Tổng quan về marketplace và mình nghiên cứu những cái ứng dụng ở trên on bay app nó như thế nào, nó có tốt và chất lượng và nó chuyên nghiệp không ha, mình có thể học hỏi thêm. Rồi tiếp theo đến cái phương pháp nghiên cứu ở trên cái tool Sunstower thì cái tool này free thì mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn thì mình sẽ nghiên cứu top top chart free ha, những cái top những cái ứng dụng free ở trên list trên Sunstower là những cái ứng dụng gì và trong mỗi ứng dụng đấy thì mình sẽ thấy rõ cái top 3 country traffic đấy là nó đổ vào cao nhất để mình biết được là tiềm năng vào những cái nước nào và mình sẽ có những cái keyword, những ranking, những cái chỉ số Prama, những chỉ số chi tiết về cái ứng dụng đấy đó. Rồi đến tiếp theo là cái thư viện ở trên Meta trên Facebook thì trong phần này thì mình cái này khá là hay nên chúng ta sẽ spy được những ID ad ha, những video email hay content và cái tip mà mình lên cam như thế nào và ở trong cái này thì mình cũng nghiên cứu rất là nhiều cái idea, có rất là nhiều bạn mình cũng biết đó, có nghĩa là mình có thể sử dụng những cái video những material này mình download về mình sử dụng, hoặc là mình bắt chước để sử dụng những cái idea đấy để mình làm cho nó có tỷ lệ chuyển đổi cao. Cái quan trọng nhất đó là cái tỷ lệ nó chuyển đổi, nó call action, nó làm sao nhìn vào nó thu hút thì cái số tiền mình quảng cáo nó thấp hơn. Rồi đi đối với cái phần là thư viện ad này thì mình cũng sử dụng một cái tool Bitspy tool này thì mình sử dụng trải nghiệm 3 ngày pro này thì mình sẽ spy những ID ad ha, mình có thể là get download video trực tiếp về luôn ở trên cái tool này luôn, khá là hay. Có rất là nhiều, mình còn biết là có rất là nhiều bạn sẽ get download này về mà mình link cam luôn, từ những cái video mà mang tính là idea khá là hay, tạo thu hút. Và mình sẽ phân tích những cái chỉ số về data ad ở trên Facebook và những trending, những cái keyword đấy. Tiếp theo ở trên sàn Flipkart thì các bạn đã đăng ký cái tài hãy đăng ký cái tài khoản buyer nha. Thì trong phần này thì các bạn thấy khá là hay đúng không? Mình chia sẻ cho các bạn và mình show cho các bạn những cái ứng dụng mà trên 100.000 đô thì cái giá trị của nó thì mình sẽ research được những cái ngách app nè, mình tham khảo những cái chỉ số data insight ở trong cái ứng dụng đó là như thế nào, bởi vì khi mà list những cái sản phẩm cái ứng dụng đấy lên thì nó phải verify cái insight của cái app đấy ha, cái data đấy. Rồi mình sẽ cập nhật các app có giá trị nó list lên sàn thì mình có cơ hội để mà tham khảo ha, đừng giả. Và thông qua cái Flipkart này thì các bạn đã thấy được cái giá trị cái những cái sản phẩm mà mình build từ đầu đến bây giờ nó có giá trị không thì rất là giá trị đúng không. Các bạn có thể là nếu mà ngân sách nó khó quá thì mình có thể list lên mình bán cũng được, bán luôn cái ở Việt Nam mình hay bán như tài khoản ha đẹp, và nếu mà có app chất lượng như thế này thì mình chuyển giao cũng khá chắc là cũng cũng khá là nhanh, rồi mình giả được cái sản phẩm về Mobi app đấy. Ok thì như vậy là mình đã tổng quan hết tất cả những cái quá trình mà chia sẻ cho các bạn những cái phương pháp, những cái cách research, spy idea. Thì thông qua những cái này thì mỗi cái phương pháp ấy thì các bạn mỗi người có một cái nhận định, cái tư duy và một cái đưa ra một cái mục tiêu cho mình ha, bởi vì một người có một cái level, có một cái mục tiêu riêng của mình để mình chọn ra những cái ngách loại ứng dụng cho nó phù hợp, vì cái ngành mobile app này khá là nhiều cái niche, khá là nhiều ngách và thị trường rất là lớn. Các bạn cứ nghiên cứu theo cái mindset như thế này và các bạn tư duy và phát triển lên theo cái những cái dòng sản phẩm của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem 5 cái phương pháp và cũng như những cái tư duy để mình nghiên cứu research những cái ngách ứng dụng trên cái thị trường mobile app đầy tiềm năng này. Thì hy vọng trong cái video này sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức trong việc làm mobile app và có cơ hội thành công trong cái lĩnh vực này. Thì các bạn thấy cái video này có giá trị thì các bạn hãy kích vào nút like và subscribe cái kênh Cục Media để mình đón nhận thêm những cái video mới.
Và đồng thời các bạn muốn đồng hành với Quốc Anh thì có một cái chương trình coaching một kèm một cho những cái người mới. Và các bạn có cái nền tảng về MMO rồi, hàng tháng ở link bên dưới thì các bạn hãy xem và tham khảo để cùng đồng hành với mình trong cái quá trình phát triển ứng dụng Mobi App để kiếm tiền Google AdMod. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo.